Chúng ta làm một câu được trích trong đề học sinh giỏi của tỉnh Lào Cai năm học 2011-2012. Đề như sau: đốt cháy hoàn toàn 7,3 gam chất hữu cơ thì thu được CO2 nước, bật phát khói hơi hoàn toàn chất hữu cơ này với thể tích đúng bằng thể tích của oxy trong cùng điều kiện. Yêu cầu chúng ta là tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ trên. Rồi, bước đầu tiên bài toán này em đi tính cho thầy mol CO2 bao nhiêu, mol nước bao nhiêu. Tính đi mày. 13,2 chia cho 44. 03. 4,5 chia cho 18. 0,25. Rồi, khi đó em gọi chất hữu cơ ở đây mình cho nó tên đi, cho nó là gì? Gọi chất hữu cơ X là gì? Chất hữu cơ X là, nghe kỹ, khi mình đốt cháy là thu được CO2 và nước thì chắc chắn nó có dạng là CH2, em hiểu không? Ở đây có thì có oxy hoặc không có oxy, hiểu không em ơi? Tới đây mày hiểu chưa? Em hiểu chỗ này cho thầy giảng lại nè. Dạ rồi. Rồi trong đó đi thì như thế nào? Nguyên gì? Nguyên dương đúng không? Và Z của chúng ta là lớn hơn hoặc bằng không, có thể không có oxy, em hiểu không ạ? Em hiểu điều ký tự chưa? Dạ rồi. Rồi nó là nguyên dư, dương chứ phải nguyên dư nha. Rồi bây giờ nhiệm vụ của bạn đó là gì? Nhiệm vụ của bạn đó là chúng ta có tính được mol của X không? Nếu có mol X thì đều dùng bảo toàn nguyên tố, hiểu không em? Bạn hiểu không ạ? Nếu em tính được mol X thì dùng bảo toàn nguyên tố. Mà ở đây chắc chắn chúng ta tính được mol X vì như thế này này. Chúng ta có nha. Ở đây mình có khối lượng của X rồi, để cho là bằng bao nhiêu? 7,3 gram này. Và ở đây người ta cho này. Khi hóa hơi thì chất hữu cơ trên thì thu được thể tích đúng bằng thể tích của oxy. Mình có thể tích của X này đúng bằng thể tích của oxy này. Thể tích bằng nhau thì mol bằng nhau. Vì sao? Vì VX là bằng mol nhân cho 22,4. Mol oxy cũng bằng mol nhân cho 22,4. 22,4 hai vế rút gọn. Do đó, nhớ tay là mol bằng nhau. Thể tích bằng nhau thì mol bằng nhau. Tới đây mày hiểu không ạ? Dạ. Rồi, lưu ý chỗ này. Ở đây như bạn thắc mắc ở chỗ là thầy ơi tại sao trong cách bài này người ta cho chất hữu cơ này người ta cho hai khối lượng luôn, thì bây giờ thầy nói như thế này, cái khối lượng ở đây, cái khối lượng 7,3 gam này này là cái giá trị mà chúng ta sẽ đẩy nó sang mol, còn cái giá trị mà khi em đọc cái đề nó bọc lên một cái điều đó là thể tích bằng thể tích thì nó sẽ có mol bằng nhau, và dựa ở đây em sẽ tính được khối lượng mol của X, hiểu không em ơi? Dạ. Dữ kiện này là tính khối lượng mol này, còn dữ kiện này là tính được mol này, hiểu được không? Dạ. Rồi. Rồi dữ kiện này là tính mol của X trong cái chân này gam để làm gì? Để chúng ta làm gì em nhờ? Để làm gì nhờ? Để làm gì? Để chúng ta tìm bảo toàn C để tìm ra X, bảo toàn H tìm ra O đúng không? Đúng không? Dạ. Còn muốn tìm oxy thì thông qua gì? M lớn, hiểu không ạ? Dạ. Rồi ok. Như vậy ở đây khối lượng của nó là có 29,2 chia cho M lớn của X đang tìm. Mình đang tìm M lớn của X mà. Khối lượng của oxy 6,4 chia M lớn oxy 32, từ đây em tính cho thầy MX bằng, tính đi, cái đó mình tính mol X trong 7,3 gam rồi tính cho thầy đi. Một trăm bốn sáu. Đơn vị là gam trên mol. Rồi chúng ta hiểu khối lượng có là 7,3 này, bây giờ mol có khối lượng mol có 146 này bằng 0,05 đúng không em? 0,05 mol, hiểu chỗ này chưa? Để nhận tiếp. Dạ rồi. Rồi làm giống hồi nãy thôi, giống giống như câu trước đó mình đã học. Rồi cái đó chúng ta có phương trình như sau: CXHI OZ, hiểu, khi mình dùng bảo toàn nguyên tố là không cân bằng, em hiểu không ạ? Ta làm cho bạn hai cách luôn đi. Cái thứ nhất là thầy dùng bảo toàn nguyên tố, cái thứ hai là thầy đi cân bằng phương trình phản ứng, được không ạ? Cái cách một này. Ở đây thầy không cân bằng nha, thầy dùng sơ đồ em nha. Để tạo thành gì? CO2 cộng cho H2O. Như đã nói, mol X có 0,05. Mol oxy có
Số mol CO2 có 0,3. Mol nước có 0,25. Rồi cái đó em dùng bảo toàn nguyên tố carbon. Bảo toàn nguyên tố carbon. Tính cho thầy. Trong ít chúng ta có ít nguyên tử carbon bằng mol CO2. Từ đây sẽ ra ít bằng mol CO2 chia cho gì? Mol ít. Bằng bao nhiêu em ơi? Phải bằng 6 không? Em dùng bảo toàn nguyên tố hydro. Trong này có y hydro, y nhân cho mol gì? Y nhân cho mol ít đúng không em? Cái này hiểu không ạ? Y nhân mol ít hiểu không ạ? Bằng 2 lần mol nước, vì trong này có 2 hydro. Thì đây sẽ ra y bằng. Đó, sau này mình để tìm số C thì mình có thể dùng ngay công thức này cũng được. Thì công thức này mình làm nhiều mình làm được, có thể thầy cô cho hết đó. 2 nhân cho 0,25 trên 0,05 bằng 10. Được không em ơi? Dạ được. Rồi bây giờ là làm sao chúng ta đi tìm được cái chỉ số Z, đúng không ạ? Thì ở đây mình có hai cách đúng không? Cách đầu tiên là mình kiểm tra nó có khối lượng hay không. Mà cách đó nó dài lắm. Chúng ta dùng cái khối lượng mol đi. Mình có khối lượng mol của CXHI OZ bằng 12X cộng cho Y cộng 16Z. Và thế đề bằng bao nhiêu em nhỉ? Đây, 146. Thế đây mới được hiểu không ạ? Rồi, XY có rồi, thế vào. Tìm Z thôi. 12 nhân 6 cộng 10 cộng 16Z bằng 146. Từ đây tính ra thầy Z bằng nhiêu luôn. Z bằng bao nhiêu? Giá bằng bao nhiêu em? Giá bằng 4 đúng không? Rồi, bằng 4 thì công thức phân tử là C6H10O4. Thế thôi. Các ý kiến gì cách này không ạ? Dạ không. Ok, chúng ta có thể làm cách khác. Thực chất cách 1, cách 2 là giống nhau hết. Cái 2 là chúng ta dùng phương trình. Cái hai này mình có như thế này, CXHIOZ hệ số cân bằng của oxy là x cộng y trên 4 trừ z trên 2, thu được x CO2 cộng y trên 2 H2O. Em hiểu điều này không ạ? Rồi mol thằng này là 0,05, thì chịu ở đây, thế này là 0,05 mà bằng CO2, CO2 là 0,3. Thì đây em tính được x bằng bao nhiêu? 0, xin lỗi, x bằng 6. Nó giống như thằng này không? Còn đây 0,05 nhân cho y trên 2 là 0,025 y, hiểu không em? Bằng 0,25. Thì đây sẽ đây bằng 10. Hiểu không em? Còn cách tính mà lớn như vậy. Nhưng mà cách bảo toàn nguyên tố thì thầy thích hơn. Và thầy khuyến khích các bạn sử dụng bảo toàn nguyên tố về sau này chúng ta làm được những câu khó hơn. Được chưa em ơi? Dạ, được. Rồi ok, mình nhìn thấy này. Như vậy nó khớp đơn số này, 6, 14 này. 6, 14 ha. Khớp. Các bạn có ý kiến gì câu này nữa không ạ? Dạ không. Dạ không.